Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunix TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phunix TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 16 tháng 1 năm 2024 tiếp đà tăng mạnh trên sàn London, trong khi đó giá cà phê trong nước tăng cao và lập đỉnh mới ở các địa phương. Ghi nhận kết thúc phiên giao dịch sáng nay tại sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn tới tháng 3 năm 2024 tăng thêm 48 USD trên tấn với mức tăng là 1,63%, lên mức giao dịch là 2.987 USD trên tấn. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 5, giá cà phê cũng tăng được 48 USD trên tấn với mức tăng là 1,71%, lên mức giao dịch là 2.862 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giữa tháng 3 và tháng 5 trên sàn London tương đương với mức giá là 72.700 đồng và 69.700 đồng một kg. Các mức tăng mạnh, khối lượng giao dịch thì lại duy trì ở mức thấp dưới mức trung bình. Trái ngược với sàn London, tại sàn New York ở Mỹ, thứ hai ngày 15 tháng 1, thị trường New York thì đóng cửa nghỉ lễ kỷ niệm Martin Luther King và đóng cửa cả ngày không giao dịch. Trong phiên cuối tuần qua, ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2024, giá cà phê giảm thêm 4,05 cent trên pound với mức giảm là 2,2%, số mức giao dịch là 180 cent trên pound. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2024, giá cà phê giảm thêm 3,65 cent, số mức giao dịch là 177,35 cent trên pound. Các mức giảm mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức rất cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, dự báo mưa ở Brazil vào tuần này đã làm giảm bớt lo ngại về điều kiện khô hạn và gây ra áp lực thanh lý kéo dài đối với cà phê kỳ hạn. Cà phê Robusta tiếp đà tăng mạnh do tồn kho cà phê đang hỗ trợ giá. Tồn kho cà phê Robusta do ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 3.311 lô, tương đương hiện nay có mức là 33.110 tấn. Trong khi đó thì cà phê Arabica do ICE giám sát cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 24 năm. Mặc dù vào thứ 6 tuần trước, tồn kho cà phê Arabica đã phục hồi và tăng khiêm tốn là 261.446 bao. Nguồn cung cà phê Robusta khan hiếm đang thúc đẩy giá tăng, đẩy giá cà phê Robusta tháng 3 lên mức cao nhất hợp đồng và giá cà phê Robusta tương lai gần nhất lên mức cao kỷ lục. Thưa quý vị và các bạn, đà tăng của giá cà phê Robusta giúp giá cà phê trong nước sáng nay tăng thêm 700-800 đồng trên 1 kg. Ở các địa phương, giá cà phê duy trì đà tăng và lập đỉnh mới. Sáng nay ghi nhận ở các địa phương thu mua trong khoảng là 70.700 đồng tới 71.700 đồng một kg. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua với mức giá là 70.700 đồng một kg và 70.600 đồng một kg. Tại khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, ghi nhận ở mức là 70.700 đồng và 70.600 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, sáng nay thu mua với mức giá là 71.600 đồng một kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 71.400 đồng và 71.500 đồng một kg. Giá cà phê ở khu vực huyện Cư Quyên, huyện Cờ Rông Năng và Cờ Rông Bắc của tỉnh Đắk Lắk cũng ghi nhận ở mức giá là 71.400 đồng và 71.500 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, sáng nay thu mua quanh mức giá là 71.400 đồng một kg. Khu vực huyện Chư Blông và huyện Chư Sê ghi nhận quanh mức 71.300 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tại thành phố Gia Nghĩa, sáng nay ghi nhận quanh mức là 71.500 đồng một kg. Khu vực huyện Đắk Lấp và huyện Đắk Song, mức giá là 71.400 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà và huyện Ngọc Hồi ghi nhận quanh mức giá là 71.400 đồng một kg. Tại khu vực huyện Đắk Lây, mức giá là 71.300 đồng một kg. Tại tỉnh Đồng Nai, ghi nhận ở mức 71.500 đồng một kg và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 71.700 đồng một kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ghi nhận quanh mức giá là 71.800 đồng một kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua ở những vùng nguyên liệu quanh mức giá là 71.600 đồng một kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay trên kênh Phunix TV. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.